Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ dẫn dắt các bạn đến những phần tin hấp dẫn nhất, thú vị nhất và gọi là hay nhất, hot nhất trong ngày hôm nay với mọi người. Và bây giờ thì không làm mọi người phải mất thời giờ thêm nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay nha mọi người. 7 tháng châu Âu bế tắc trong vụ điều tra vụ nổ Nord Stream. Gần 7 tháng sau các vụ nổ đường ống Nord Stream, châu Âu vẫn chưa tìm ra thủ phạm, dù nhiều cuộc điều tra được tiến hành. Ngay sau nửa đêm 26 tháng 9, một máy đo địa chấn kỹ thuật số đặt trong giếng nông trên đảo Bornholm của Đan Mạch thu được tín hiệu bất thường về sóng chấn động lan truyền qua nền đá của đảo. Dữ liệu khác thường này sau đó được truyền qua cáp Internet dưới bãi biển Baltic tới máy chủ cơ quan khảo sát địa chất Đan Mạch và Zealand ở Copenhagen. Nhưng thông tin đã không được kiểm tra tại Zealand trong nhiều giờ sau, cho tới khi nhà địa chất học Nikolai Green ngồi vào bàn làm việc và khởi động phần mềm kiểm tra hoạt động địa chấn ngày hôm trước. Đan Mạch hầu như không có động đất và núi lửa, nên những tín hiệu bất thường từ máy đo địa chấn ở Bono khiến ông cảm thấy kỳ lạ. Trong cuộc họp của COS, mọi người đang sôi nổi thảo luận về bản tin trên truyền thông đề cập đến hiện tượng khí sôi bọt từ đáy biển Baltic. Liệu đây có phải là dấu hiệu một đường ống khổng lồ bị vỡ hay không? Tin Lanzer, đồng nghiệp của Green, đặt câu hỏi. Khi trở lại bàn làm việc, riêng kiểm tra dữ liệu từ Bornholm và nhận thấy chúng cũng được ghi nhận bởi hai thiết bị khác, một ở Đan Mạch và một ở Thụy Điển, cho thấy sóng động này xuất phát từ một điểm duy nhất. Ông lập tức gọi các đồng nghiệp đến xác nhận tín hiệu của mình. Đây không phải một trận động đất, Leysen nói. Giám đốc Zeus sau đó thông báo với Bộ trưởng Khí hậu Đan Mạch rằng đã có một vụ nổ dưới nước tại các vị trí xuất hiện bóng khí trên biển Baltic. Mỗi vị trí dường như ứng với một điểm trên đường ống Nord Stream 1 và 2 dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu. Đường ống Nord Stream 2 khi đó chưa đi vào hoạt động, nhưng đang chứa đầy khí đốt để cân bằng áp suất dưới đáy biển. Nord Stream 1 đã vận hành từ năm 2011, cung cấp gần 60 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, chiếm 2/5 tổng nguồn cung của châu Âu. Một quan chức của Gazprom nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, hệ thống chứa khoảng 800 triệu mét khí đốt, 1/4 lượng tiêu thụ hàng năm của Đan Mạch. Hai vụ nổ trên các đường ống trong cùng một ngày cho thấy đây rõ ràng không phải là tai nạn, Leysen nói. Vài giờ sau, các lãnh đạo cảnh sát, quân đội và tình báo Đan Mạch nhanh chóng nhóm họp tại Hội đồng An ninh Quốc gia. Đan Mạch chưa từng tích cực ủng hộ đường ống Nord Stream, vốn chuyển khí đốt từ vùng Siberia của Nga qua biển Baltic tới miền Bắc nước Đức. Nhưng vào năm 2009, Copenhagen đã cho phép hai đường ống đi qua khu vực, vừa là vùng biển quốc tế, vừa là một đặc quyền kinh tế của Đan Mạch vì nằm gần hòn đảo Bornholm. Các nhà địa chất CS nhanh chóng xác định rằng vụ nổ đầu tiên có thể xảy ra ở vùng xám đó. Giới chức Đan Mạch và Thụy Điển cuối cùng phát hiện tổng cộng 4 điểm rò rỉ trên đường ống nằm trong đặc quyền kinh tế của mình. Nhiều quan chức chính phủ và quân đội Đan Mạch cho rằng địa điểm xảy ra vụ rò rỉ cho thấy đây là cuộc tấn công được lên kế hoạch chính xác. Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 4 ngày sau các vụ nổ, Matt Antoine A. Mazera, giám đốc Trung tâm Năng lượng và Khí hậu thuộc Viện Quân sự Quốc tế Pháp, nói rằng các vụ nổ cho thấy sự leo thang căng thẳng địa chính trị giữa Nga và NATO, trong đó hoạt động buôn bán năng lượng và hệ thống đường ống đã trở thành tâm điểm mà bị vũ khí hóa. Dù đã được huấn luyện chung trong nhiều năm, các đội thợ lặn của Hải quân Thụy Điển và Đan Mạch vẫn hành động tách biệt khi kiểm tra các địa điểm xảy ra vụ nổ, cũng như không chia sẻ thiết bị hoặc bằng chứng thu thập được. Tin tiếp theo, ông Putin ký sắc lệnh đáp trả nếu Nga bị tịch thu tài sản. Tổng thống Putin ký sắc lệnh cho phép Nga kiểm soát tài sản của tổ chức từ quốc gia không thân thiện để đáp trả các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Sắc lệnh công bố ngày 25 tháng 4 và có hiệu lực cùng ngày được thông qua do cần có biện pháp khẩn cấp để đáp trả hành động phi pháp của Mỹ và các quốc gia khác liên quan tịch thu tài sản của Nga, công ty và công nhân Nga, TASS đưa tin. Theo sắc lệnh, tài sản các tổ chức từ những quốc gia trên tại Nga sẽ nằm dưới sự quản lý hành chính tạm thời của Moscow nếu họ có động thái không thân thiện hoặc có mối đe dọa đến kinh tế, năng lượng, an ninh quốc gia. Cơ quan quản lý tài sản Liên bang Nga sẽ là bên tiếp nhận. Chi phí liên quan quản lý tài sản sẽ được bù đắp bởi thu nhập tạo ra từ chính hoạt động này. Tổng thống sẽ là người có thẩm quyền quyết định khi nào dừng việc quản lý tài sản, sắc lệnh cho biết thêm. Sắc lệnh còn cho thấy Moscow đã có hành động với hai chi nhánh tại Nga của công ty năng lượng Đức Uniper và công ty năng lượng Phần Lan Fortum, cổ phần tại hai công ty đang do Rimumers Chepco kiểm soát.
Sau khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine tháng 2 năm 2022, phương Tây đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt với Moscow để đáp trả, trong đó có đóng băng khoảng 350 tỷ USD tài sản nhà nước, dự trữ ngoại hối và tài sản của giới tài phiệt nước này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tháng 10 năm 2022 nói Liên minh châu Âu đang cân nhắc sử dụng tài sản tịch thu của Nga để làm nguồn tài trợ cho quá trình tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, giới chức EU cũng thừa nhận kế hoạch tịch thu tài sản Nga là điều chưa từng có và phức tạp. Tiếp theo, Ukraine nói Nga áp dụng chiến thuật tìm diệt phòng không. Quan chức Ukraine nói rằng Nga đang sử dụng máy bay nhằm dụ phòng không đối phương lộ diện và tung đòn tập kích của diệt. Đối phương đang thay đổi chiến thuật, họ đang tăng số lượng không kích nhằm thể hiện ưu thế trên bầu trời, cũng như áp dụng đòn tấn công hiệp đồng. Theo đó, hai chiến đấu cơ sẽ thu hút lưới phòng không để chiếc thứ ba tấn công trận địa tại cá Oleski Dmitrashevsky. Ở phát ngôn viên nhóm tác chiến chiến lược Tavia của quân đội Ukraine cho biết hôm 25 tháng 4, đại tá Dmitrashevsky nói rằng điều kiện thời tiết thuận lợi cho phép lực lượng Nga tăng gấp đôi số lượng sức kích của máy bay không người lái, cũng như áp dụng chiến thuật mới nhằm tìm diệt các tổ hợp phòng không Ukraine. Một số UAV Shepard bị bắn rơi trên bầu trời, như hàng loạt phi cơ Lancet xuất hiện ngay sau đó để đánh bồi. Biện pháp này cũng được dùng để nhận diện vị trí các đơn vị phòng không, quan chức quân đội Ukraine nói, bộ phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Các tài liệu được tình báo Mỹ soạn thảo cuối tháng 2 rồi rỉ gần đây cho thấy lực lượng phòng không Ukraine ngày càng bị bào mòn sau hơn một năm chiến sự và không thể ngăn chặn Nga chiếm hoàn toàn ưu thế trên không. Theo tài liệu tình báo bị rò rỉ, Mỹ đánh giá khả năng bảo vệ tiền tuyến của các hệ thống phòng không Ukraine sẽ suy giảm mạnh từ ngày 23 tháng 5. Kho dự trữ đạn cho tên lửa tầm trung Buk M1 và tầm xa S-300 vốn chiếm 89% năng lực phòng thủ của Ukraine được dự báo sẽ cạn kiệt vào tháng 4 đến tháng 5. Tình trạng tương tự cũng có thể xảy ra với hệ thống NASAM được Mỹ cung cấp. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng trong tình huống này, quân đội Ukraine sẽ đối mặt với kịch bản thảm họa khi đánh mất lưới phòng không vốn đã giúp họ kiềm danh các loại chiến đấu cơ, máy bay không người lái và tên lửa hành trình Nga suốt nhiều tháng qua. Cạn kiệt đạn tên lửa sẽ khiến lưới phòng không của Ukraine xuất hiện nhiều lỗ hổng mà máy bay Nga có thể tận dụng để tiếp cận nhiều mục tiêu hơn và khai quả lọc vũ khí tầm ngắn, thay vì phải dựa vào tên lửa tầm xa có chi phí cao và nguồn cung hạn chế. Trong tình huống đó, không quân Nga có thể hoạt động tự do hơn ở khu vực tiến tiến, cũng như tiếp cận sâu hơn vào vùng trời miền Trung và miền Tây Ukraine, cho phép họ tập kích nhiều mục tiêu quan trọng như sân bay và căn cứ quân sự, cũng như hạ tầng dân thực thiết yếu, chuyên gia Taylor Rogoway viết trên trang quân sự Warzone của Mỹ. Tin tiếp theo, rocket của Thụy Điển rơi xuống lãnh thổ Na Uy. Rocket phục vụ nghiên cứu do tập đoàn vũ trụ Thụy Điển phóng gặp trục trặc và rơi vào khu vực 15 km sâu bên trong lãnh thổ Na Uy. Rocket này đáp xuống vùng núi ở độ cao 1.000m và cách khu dân cư gần nhất 10 km. Philip Olsen, người đứng đầu bộ phận truyền thông của tập đoàn vũ trụ Thụy Điển NSC, tuyên bố hôm 25 tháng 4 xác nhận rocket nghiên cứu do cơ quan này phóng trước đó một ngày rơi xuống lãnh thổ nước láng giềng Na Uy. Ông Olsen cho biết NSC có những quy trình xử lý khi xảy ra sự cố và cơ quan này sẽ thông báo cho cả chính phủ Thụy Điển, Hoa Kỳ cũng như các bên liên quan về sự việc. NSC đang thu hồi rocket và điều tra xác định nguyên nhân nó gặp sự cố, Olsen nói thêm. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Na Uy tuyên bố giới chức nước này chú ý đến mọi hoạt động trái phép ở khu vực biên giới đất nước. Bộ Ngoại giao Na Uy nhấn mạnh khi xảy ra bất cứ hành vi xâm phạm biên giới nào, những người chịu trách nhiệm phải thông báo ngay cho Na Uy thông qua các kênh phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được thông báo chính thức nào về sự việc từ phía chính quyền Thụy Điển, người phát ngôn nói, thêm rằng việc tìm kiếm và thu hồi bất cứ mảnh vỡ rocket nào trên lãnh thổ Na Uy cũng cần được sự cho phép của nước này. Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết họ chưa nắm được liệu có xảy ra bất kỳ thiệt hại nào đối với khu vực xung quanh nơi rocket Thụy Điển rơi hay không. Cũng như thường lệ của kênh thì bản tin thứ năm sẽ là bản tin hấp dẫn, thú vị mà gọi là hay nhất trong ngày luôn nha mọi người. Và bây giờ để biết được bản tin cuối cùng, bản tin thứ năm của kênh là bản tin gì, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đó ngay bây giờ luôn cả nhà. Cựu cố vấn Mỹ kêu gọi đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng Washington nên tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Hàn Quốc răn đe Bình Nhưỡng. Tôi nghĩ Mỹ nên làm điều này để gửi thông điệp rõ ràng đến Triều Tiên rằng Hàn Quốc sẽ không do dự sử dụng vũ khí hạt nhân.
của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton phát biểu tại sự kiện do Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc hôm nay. Vũ khí hạt nhân chiến thực có đầu đạn nhỏ được thiết kế sử dụng trong một cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường, thay vì phá hủy quy mô lớn. Theo ông Bolton, nếu Mỹ đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc, Seoul sẽ có thêm thời gian suy nghĩ về việc có thực sự muốn sở hữu năng lực hạt nhân riêng hay không. Giới chức Hàn Quốc, Triều Tiên chưa bình luận về thông tin. Mỹ từng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thực đến Hàn Quốc năm 1958 và rút chúng khỏi bán đảo Triều Tiên năm 1991. Washington sau đó nhiều lần tuyên bố sẽ sử dụng mọi năng lực, kể cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ đồng minh Seoul theo chính sách răn đe mở rộng. Ông Bolton đưa ra bình luận trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang thăm Mỹ, cả Tổng thống Joe Biden. Hai lãnh đạo dự kiến thảo luận cách tăng cường độ tin cậy trong chính sách răn đe mở rộng của Mỹ khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng liên quan đến các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng và những cuộc tập trận chung của Liên quân Mỹ-Hàn. Ông Yoon gần đây đối mặt hàng loạt câu hỏi về sự phụ thuộc an ninh của Hàn Quốc vào Mỹ, với một số nghị sĩ đảng cầm quyền kêu gọi Seoul thúc đẩy các chương trình hạt nhân của riêng mình. Ông Bolton nói hoài nghi của Hàn Quốc về chính sách răn đe mở rộng của Mỹ là hoàn toàn chính đáng, nhưng cảnh báo Seoul sẽ châm ngòi một cuộc đua vũ trang trong khu vực nếu quyết định tự phát triển vũ khí hạt nhân. Trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, cố vấn Bolton đã đóng vai trò quan trọng để xúc tiến hai cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các cuộc hội nghị này kết thúc mà hai bên không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, khiến Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy chương trình vũ khí của mình. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hãy cho ủng hộ kênh bằng cách nhấn một nút like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh, cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những cái video gọi là hay nhất khi kênh ra video luôn nha mọi người. Và bây giờ thì thay mặt của cho ekip của Tin Tức Nóng Tự Lộc hôm nay thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết bản tin của mình trong ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin ngày mai.